Hello, xin chào tất cả bạn nhé. Ngày hôm nay thì bên đơn vị nhà mình sẽ giới thiệu cho bạn một mẫu định vị đấy, giúp các bạn có thể là giám sát vợ chồng này, con cái hoặc là xe cộ đấy, hoặc là những cái đồ vật cá nhân mà các bạn muốn giám sát quá trình di chuyển thì các bạn có tham khảo cho mình mẫu định vị Super S10 này. Đó, thì bạn nào quan tâm về những cái dòng sản phẩm camera siêu nhỏ này hoặc là máy ghi âm này, máy định vị ở bên cơ sở nhà mình thì có thể là liên hệ trực tiếp cho mình qua số điện thoại hoặc là kết bạn Zalo 0927960888 đó. Và ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một dòng định vị sử dụng bằng tiếng Việt và có thể định vị này và ghi âm cũng như là nghe lén được đó. Đó chính là mẫu định vị Super S10 đây. Thì hộp sản phẩm của Super S10 thì sẽ bao gồm là một thiết bị nhá. Đó, đây, ở bên dưới thì nó chỉ là đây, bên dưới nó có một cái tờ giấy hướng dẫn cũng như là một cái dây sạc đó. Đây là mẫu định vị Super S10. Thì cái mẫu định vị này nó sẽ sử dụng bằng sim nhá. Đó, đây, sim. Thì để sử dụng được cái dòng sản phẩm định vị này thì các bạn chỉ cần là chuẩn bị cho mình một cái sim thôi. Thì ở đây thì mình đã chuẩn bị sẵn một cái sim rồi. Đó, và đăng ký mạng nhá. Đó, thì để sử dụng được thì các bạn bóc cho mình cái sim ra. Đó, các bạn bóc cho mình cái phôi thứ hai nhá, cái phôi to thứ hai này. Đó, đây, cái phôi to thứ hai. Đó, và ở đằng trước thì nó sẽ có một cái phần đế cao su này. Đó, các bạn bóc cho mình cái đế cao su này ra. Đấy. Thì khi bạn mở cái lắp cao su này ra thì nó sẽ bao gồm một cái cổng cắm sạc này. Đó, để khi nào thiết bị hết pin thì bạn có thể là cắm sạc. Đó, và cái thứ hai là một cái khe cắm thẻ nhớ, khe cắm sim nhá. Đó, và một cái đèn tín hiệu. Đây, với cái sim này thì bạn lật ngược lên này cho mình. Đó, các bạn lật ngược lên và các bạn cắm vào cho mình. Và khi cắm vào nhá, các bạn đẩy vào nghe một cái tiếng tạch là được. Đó, các bạn nghe một tiếng tạch là được nhá. Và khi bạn cắm cho mình cái sim xong thì các bạn chỉ cần đợi cho mình là 3 tới 4 giây. Đó, thiết bị nó sẽ sáng cái đèn xanh này. Đó, đó chính là thiết bị đang hoạt động nhá. Thì cái dòng sản phẩm này nó sẽ không sử dụng cái công tắc tắt bật. Đó, các bạn cứ lắp sim vào là thiết bị nó sẽ sử dụng luôn. Đấy. Đây, mình sẽ lắp vào. Và khi các bạn đã lắp cái sim vào rồi đấy, thì bước tiếp theo các bạn chỉ cần là tải cho mình cái ứng dụng ở trên điện thoại thôi. Thì ở trên cái vỏ hộp thì nó cũng sẽ có một cái phần nha. Đấy, phần định vị GPS online này. Đó, các bạn có thể nhìn vào đây để tải về. Đó, hoặc là các bạn có thể là đây, các bạn sử dụng iPhone thì có thể là lên cái ứng dụng App Store ghi cho mình cái chữ đấy ra. Đó, và tải về là xong. Đó, cái ứng dụng đây nhá. Đó, còn các bạn dùng Samsung Oppo thì các bạn cũng sẽ lên cái ứng dụng là CH Play ấy. Đó, ứng dụng CH Play. Đó, ghi cho mình cái chữ ra và các bạn ấn tải về cho mình. Đó, ứng dụng. Đó, và khi các bạn tải về xong nhá thì các bạn ấn vào cho mình. Đó, đây, thì khi bạn ấn vào thì nó sẽ hiện nhé, đó chính là cái phần đây, đấy, nó sẽ hiện ra nhé nhá. Thì các bạn có thể nhìn thấy ở bên này nó sẽ có một cái phần là đăng nhập bằng ID, thì bạn ấn vào cho mình đăng nhập bằng ID này. Đấy, thì đó, khi bạn ấn xong này thì bạn xoay sang cái mặt đằng sau thì thiết bị nó sẽ có một cái phần mã vạch email nhé. Đó, thì bạn ghi cho mình ra. Đấy, thì ở đây thì mình đã ghi sẵn rồi. Đấy, 9031. Đấy, thì mật khẩu mặc định nhá, nó chính là từ 1 tới 6. Đấy, mật khẩu mặc định của thiết bị là từ 1 tới 6 ấy. Thì cái mật khẩu này thì bạn có thể là đổi được. Đấy, còn mật khẩu mặc định nó sẽ là từ 1 tới 6. Đây, và cái này thì bạn chọn cho mình và bản đồ Google nhá. Đấy, và các bạn ấn đăng nhập cho mình. Đây, thì đây chính là cái giao diện chính của cái ứng dụng này. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy đây. Đây, mình sẽ phóng to ra. Đấy, cái màu chấm màu xanh này đó chính là cái điện thoại của các bạn. Đấy, còn cái hình ô tô này đó chính là cái phần là cái ứng dụng nhá, là cái thiết bị định vị này, nó sẽ hình cái ô tô. Còn điện thoại của các bạn nó chính là cái chấm tròn. Đấy. Đây, đấy, phạm vi ở chấm tròn đó chính là định vị. Đấy, còn cái hình ô tô là hình của thiết bị. Đấy, định vị thì cực kỳ chuẩn nhá mọi người nhá. Đấy, khi mọi người phóng to lên, nó đang ở trong phạm vi này, thì nó sẽ có một cái phạm vi hình tròn này. Đấy, là đang trong phạm vi. Đây, thu nhỏ lên một chút thì nó sẽ hiện về chấm màu xanh. Đấy, định vị cực kỳ chuẩn nha mọi người nhá. Đấy, và cái thiết bị này nó vừa cho phép các bạn là định vị này và nghe lén cũng như là ghi âm. Thì bạn nào muốn sử dụng cái chức năng nghe lén ấy thì các bạn có thể là vào cho mình cái phần cài đặt này. Đấy, cài đặt ở bên góc bên phải này nhá, họ ấn vào cho mình. Đấy, thì ở đây thì tất cả nó đều sử dụng bằng tiếng Việt cho nên là cực kỳ dễ dàng sử dụng. Đấy, thì ở đây thì nó có là chế độ làm việc này, định vị nhanh này và cài đặt số trung tâm. Đấy, hoặc là theo dõi bằng giọng nói này. Đấy, thì các bạn ở đây thì các bạn muốn nghe lén
thì các bạn chỉ cần ấn vào cho mình vào cái phần là cài đặt số trung tâm. Các bạn chọn cho mình cái số các bạn muốn nghe nén. Ví dụ mình muốn nghe nén ở cái số này chẳng hạn thì mình sẽ ghi vào. Đó, các bạn ghi số điện thoại các bạn muốn nghe nén ra và các bạn ấn OK cho mình. Đó, lệnh đã được lưu nhá. Đấy. Và các bạn ấn OK cho mình. Đó là các bạn đã cài đặt thành công cái chế độ là nghe nén rồi. Thì bây giờ các bạn muốn nghe nén thì các bạn chỉ cần thoát ra và điện trực tiếp vào cái số điện thoại mà các bạn lắp đặt ở trong thiết bị. Đó, thì ở đây thì mình đang lắp đặt cái số điện thoại này ở trong thiết bị này. Đấy, đây cái số điện thoại mình lắp đặt nhá. Thì bây giờ mình sẽ điện trực tiếp vào cái số này. Đây, mình sẽ điện trực tiếp vào nhá. Thì thiết bị nó sẽ tự động bắt máy nha mọi người nhá. Đây, mình sẽ điện trực tiếp vào. Đấy, thiết bị nó sẽ tự động bắt máy nhá. Đây, mình để gần nhau thì nó sẽ có những tiếng vang nha. Đấy, còn khi bạn để xa ra một chút rồi thì nghe cực kỳ rõ nha. Đấy, để gần thì nó sẽ bị vang âm thanh. Đấy, nên là mình sẽ tắt nó đi nhá. Đấy, các bạn muốn nghe nén thì các bạn chỉ cần soạn cho mình cái lệnh thôi và các bạn điện trực tiếp vào số điện thoại. Đấy, là các bạn có thể là nghe lén được và nghe cực kỳ rõ nhá. Đó, thì đấy là về phần nghe lén. Còn phần ghi âm thì khi bạn muốn ghi âm ấy, thì ở đây đấy, các bạn ấn vào cái phần bên góc bên phải màn hình của mình này. Đấy, vừa đây các bạn ấn vào cài đặt bên trái nhé. Thì bây giờ các bạn ấn vào cài đặt góc bên trái này cho mình. Đấy, thì đây ở đây nó sẽ có phần này đấy, theo dõi trước này, hàng rào địa lý này. Đây ví dụ cái hàng rào này đó. Đây đấy, ví dụ như trong trường hợp các bạn sử dụng đấy, các bạn muốn cái phạm vi bán kính là 100m thôi thì các bạn có thể là cài đặt bán kính trong vòng 100m. Thì ví dụ như vợ chồng các bạn hoặc là thiết bị của các bạn đi quá 100m thì nó sẽ tự động cảnh báo về điện thoại cho các bạn. Đấy, thì bạn có thể là sử dụng cái chức năng này. Đấy, còn về phần ghi âm thì các bạn ấn vào cái phần cái mic này cho mình. Đấy, ở đây cái phần tin nhắn. Đó. Thì ở đây thì mình chưa cài đặt cái chức năng ghi âm cho nên là nó sẽ không có nhá. Còn khi trong giờ các bạn sử dụng, đấy, các bạn cứ bật lên là sẽ tự động ghi âm ở đây. Đấy, là các bạn sử dụng. Đây các bạn sử dụng thì các bạn cứ bật lên đấy, còn hiện tại thì mình mới bật lên test cho các bạn cho nên là nó chưa ghi âm được đấy. Còn khi trong trường hợp các bạn sử dụng nhá, các bạn muốn xem lại những cái âm thanh ghi âm thì các bạn có thể là vào cái phần này để xem lại cho mình đó. Thì đấy là về tất cả những cái chức năng chính của cái dòng sản phẩm Super định vị S10 này ở bên đơn vị nhà mình. Thì bạn nào quan tâm về cái dòng sản phẩm định vị này hoặc là muốn tìm hiểu thêm về những cái dòng sản phẩm như là camera siêu nhỏ này hoặc là máy ghi âm, máy định vị ở bên đơn vị nhà mình thì có thể là tham khảo trực tiếp cho mình hoặc thì các bạn có thể điện trực tiếp cho mình để tham khảo qua số điện thoại cũng như là kết bạn Zalo 0927960888. Và tất cả các dòng sản phẩm ở bên đơn vị nhà mình cam kết 100% là hàng sử dụng như những cái video mình quảng cáo. Các bạn mua về các bạn có thể là bóc hàng ra và kiểm tra hàng. Các bạn bóc hàng ra kiểm tra hàng, nếu sản phẩm sử dụng như những cái video mình quảng cáo thì các bạn mới thanh toán tiền. Còn không, các bạn lại hoàn hàng về cho mình mà không mất một đồng phí nào. Đấy. Và bên cơ sở nhà mình nhá, sẽ bảo hành tất cả các dòng sản phẩm camera hoặc là máy ghi âm, máy định vị. Đấy. Và thời gian bảo hành là trong vòng là 3 năm. Đấy. Trong vòng sử dụng các bạn xảy ra lỗi hoặc là tình trạng là lỗi từ nhà sản xuất thì bên đơn vị nhà mình hoàn toàn có thể là đổi mới sản phẩm cho các bạn. Đó. Hoặc là các bạn ở xa muốn mua hàng thì các bạn có thể là nhắn tin qua Zalo cho mình. Các bạn chỉ cần gửi cho mình là số điện thoại này và địa chỉ nhận hàng qua Zalo cho mình thì bên đơn vị nhà mình sẽ lên đơn và gửi cho các bạn nhá. Đó, còn bạn nào ở gần thì cũng có thể là đến trực tiếp cửa hàng nhà mình để tham khảo trực tiếp và kiểm tra hàng trực tiếp ở cửa hàng nhà mình. Thì địa chỉ cơ sở cửa hàng nhà mình sẽ để dưới phần mô tả. Đó, các bạn có thể là kéo xuống phần mô tả để biết thêm thông tin chi tiết của cửa hàng nhà mình nhá. Đó, còn bạn nào quan tâm về những cái dòng sản phẩm định vị hoặc là cái dòng sản phẩm định vị Super S10 này thì có thể là điện trực tiếp cho mình. Đó, còn video này mình xin tạm dừng ở đây nhá. Bạn nào còn thắc mắc thì cứ liên hệ, mình sẽ giải đáp cho các bạn. Đó. Còn bây giờ là xin chào tất cả các bạn nha.